hai cho anh em ngoài xỉa à lương mình tập lũng h8 ở à, đây là video bán ác tập số 88 à, đêm khuya muộn rồi thành ra mình cũng review ác nhanh thôi còn đâu thì mình tin tưởng là các anh em nó xem nhiều thì thôi cái gì nhỉ tự quyết định ác nha đấy phù hợp thì chơi còn không phù hợp thì thôi kiếm các ác khác chứ mình cái gì nhỉ mình chém gió thành công lại cứ bảo pia quá đà này thì khác đấy, chứ còn đâu ác nó như thế nào thì mình nghĩ rằng đấy sức mạnh trong đấu trường đấy, mình nghĩ nó là cái thể hiện rõ ràng nhất ok đội hình hiện tại đang là theo hướng uh, sang thị gấu uh, mình check về danh sách võ sĩ Đấy, từ trái qua phải giờ không chơi ai chơi ai nít nữa rồi xếp xó kinh kích duyên thôi kể cả mình sẽ ghép rồi ấy, nhưng mà mình chưa muốn ghép này. nó kích duyên này mà các bạn uh, túi đồ uhm, đây là hồn hiệu sách mảnh vạn năng còn rất nhiều đúng không các bạn 451 mảnh kinh vai luôn Thực ra ông này cũng chưa có nào 6 sao mà các bạn. Đấy, Instinct e thì không nói làm gì rồi nhưng hội còn lại toàn 5 sao. Lâng thì dự kiến chắc lâng ở hai con 6 sao. Ok. Ở chung thì cuộc chơi nó còn dài mà các bạn. Ờ à, còn hơn 20 kim cương, hết lợi tức cuộc đua top 1 thì à cuộc đua Instinct e thì còn uh, khá lâu và ác thì nghìn rưỡi thôi. Và dừng lại ở đây thôi các bạn ạ. Thì đua nữa thì lấy đâu ở kim cương đúng không? Đấy, như này là đẹp rồi, có bốt được cả chơi rồi, còn đâu thiếu đâu thì mình lấy lấy từ mảnh vỡ năng lên là được các bạn Đấy. ok danh sách uh, chi tiết từng vỏ chỉ một rồi tôi được trưởng của này trong khung giờ 2 giờ chín ngày qua ngày gần nhất đúng không chả biết ông canh mè hay không nhưng quanh mốc 10 hạng 7 ở đây là được chiến đúng không Đấy, nó quanh mốc 10 các bạn ạ Rồi. Đây là horror of Fame đây là uy lực các bạn nhá. Chẳng thì gấu lên là A cũng rất chăm. Thua mỗi cái ông top 1 người nước ngoài thì ông này thì ông ấy Nói như, kiểu ngoài cốt bên S60 của mình rồi đúng không? Một mình một gựa Đợi đến level mình nghĩ là tầm 90. Run trở đi bắt đầu nó mới có sự cân bằng hơn. Tầm này thì câu mình trâu lắm. Ông này chắc phải VIP mình hay bảy rồi. đội quỳnh cũng sáng thì gấu các bạn hình ra uy nó cao hơn đâu á này uy trừ ông này ra nhá thua mỗi nt thì có tí thôi chứ còn đâu là cũng ngang ngang nhau hết à cái gì hơn hết phần còn lại đấy các bạn ạ cái chơi sang gấu thì thực ra là người ta cần uy là chính các bạn ạ các cái khác là thứ thứ hai thứ ba rồi à, toàn bộ thông tin nạc mình đã check xong nhà con gì quên quá xin xin lỗi còn mức vip thiếu tí lên vip tạp đấy cái mức vip này thì cũng là mức vip thường thấy ở server quanh mốc 60 61 nhà mình đấy. vài vòng server nữa thì nó sẽ càng ngày nó càng tăng lên ok Toàn bộ thông tin ác mình đã check xong, giá ác là 2,4 triệu. Anh em nào mộ ạc thì liên hệ theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video.